quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo Hành Từ Giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh của chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Kính thưa quý vị, mới đây Trần Đình Trọng đã chính thức lên tiếng về cơ hội tham dự SEA Games 30 sắp tới của Trung vệ này. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp tới tại Philippines. Bất ngờ nhất là trường hợp của trung vệ Trần Đình Trọng. Dù vẫn đang điều trị chấn thương, nhưng trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn được thầy Park triệu tập cho SEA Games 30 sắp tới. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cho Chu Yang, Đình Trọng có thể sẽ kỳ bình phục để tham dự kỳ đại hội vào cuối năm tại Philippines. Ngày hôm nay, đích thân trung vệ của U22 Việt Nam đã lên tiếng xác nhận về tình hình chấn thương của mình. Chia sẻ với Bóng đá Plus, Đình Trọng nói: "Ngay lúc này tôi cũng như bác sĩ Choi đang cố gắng hết sức để có thể hồi phục nhanh nhất, kịp tham dự SEA Games vào tháng 11 tới. Mục tiêu của tôi lúc này là bình phục nhanh nhất có thể. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng nên tôi rất muốn được tham dự để có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Lúc này cơ thể của tôi cũng tốt dần lên rất nhiều, với mức độ hồi phục như này thì tôi sẽ sớm trở lại thôi." Trước đó, Đình Trọng đã gặp phải chấn thương dây chằng trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 V-League 2019. Sau khi sang Hàn Quốc thực hiện phẫu thuật, dự kiến trung vệ của Hà Nội FC phải mất tới 9 tháng để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cho Chu Yang, quá trình hồi phục của Đình Trọng đã nhanh hơn dự kiến. Đây là một thông tin rất vui với huấn luyện viên Park Seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy mới 22 tuổi, nhưng Đình Trọng đã và đang là một mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của đội tuyển quốc gia cũng như U22 Việt Nam. Sự quay trở lại của Đình Trọng sẽ giúp ban huấn luyện U22 Việt Nam tự tin hơn trong hành trình săn vàng SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang Seo và cách hành xử phải đạo từ hai phía Với lối sống nghĩa khí, trọng ân tình của ông Park cũng như tình cảm yêu mến, quý trọng mà đất nước này đã dành cho mình, ông Park Hang Seo chắc chắn sẽ còn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam và đó là cách hành xử phải đạo từ hai phía. Việc huấn luyện viên Park Hang Seo ký hợp đồng với VFF theo ngôn ngữ dân gian là chắc như cua gạch. Nói vậy bởi lớn hơn vật chất, nó còn là cách hành xử phải đạo, điều mà huấn luyện viên Park Hang Seo luôn có sẵn, ít nhất là bằng những gì ông đã thể hiện tại Việt Nam vừa qua. Có lẽ không cần phải nhắc lại những gì vị huấn luyện viên Hàn Quốc này đã mang lại cho bóng đá Việt Nam. Rồi đây, chắc chắn lịch sử môn túc cầu sẽ ghi lại rằng có một thời đại Park Hang Seo bởi huấn luyện viên Park Hang Seo đã đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam biết ơn ông mà đất nước Việt Nam nói chung cũng rất biết ơn ông. Song công bằng nhìn lại, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã nhận được nhiều, rất nhiều từ đất nước này. Trước hết, người ông biết ơn chắc chắn là ông Đoàn Nguyên Đức. Vị doanh nhân đã đưa ông Park Hang Seo, một người nói thẳng là đang thất sủng, ngồi chơi sơi nước ở chính tổ quốc mình đến với bóng đá Việt Nam. Nếu không có sự kiện này, với độ tuổi không còn trẻ, hoàn toàn có thể tên tuổi Park Hang-seo sẽ mãi mãi lùi vào dĩ vãng dù ông đã từng làm trợ lý cho đội tuyển Hàn Quốc thời huy hoàng nhất. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy mà sau khi giành được ngôi vị Á quân U23 châu Á xuống sân bay, ông đã đến ngay Tây Nguyên để chia vui cùng ông Đức. Điều thứ hai chắc chắn ông phải ghi nhận đó là tình cảm của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam dành cho ông. Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Quốc hội và nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác đã dành khoảng thời gian để tiếp ông và đó là niềm vinh dự không phải ai cũng có. Đặc biệt, ông đã nhận được sự yêu mến quý trọng của người hâm mộ Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung. Ông không thể không xúc động khi nhìn thấy hàng vạn người đổ ra đường đón ông cùng đội tuyển ngay trở về, trong đó rất nhiều hình ảnh và những tấm biển mang tên Park Hang-seo. Với truyền thông, ông được nhiều nhà báo gọi với danh từ kính trọng thầy Park. Có thể nói trong cuộc đời mình chưa bao giờ huấn luyện viên Park Hang Seo có niềm hạnh phúc lớn như thế. Tóm lại, với lối sống nghĩa khí, trọng ân tình của ông Park, cũng như tình cảm yêu mến, quý trọng mà đất nước này đã dành cho mình, ông Park Hang Seo chắc chắn sẽ còn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam và đó là cách hành xử phải đạo từ hai phía. Báo UAE chỉ ra hai điểm yếu sẽ khiến đội nhà gặp khó trước thầy Park Hang Seo. Dẫu vẫn được đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, song UAE đang gặp rất nhiều khó khăn sau trận thua thất vọng trước Thái Lan. Những ngày qua, báo chí UAE đưa ra khá nhiều thông tin về trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 11. Trong đó có không ít thông tin bày tỏ sự lo ngại cho đoàn quân của huấn luyện viên Bertram Markvik khi phải đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. The National viết: UAE hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng G, xếp sau Việt Nam và Thái Lan. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ có ý nghĩa then chốt cho chiến dịch vòng loại World Cup. Việt Nam vẫn đang giữ được thành tích bất bại và đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Vì vậy, UAE cần phải chuẩn bị tốt hơn nếu muốn trở lại trong trận đấu này. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng chỉ ra hai yếu huyệt mà đội tuyển UAE sẽ phải cực kỳ chú ý cải thiện nếu muốn có được kết quả khả quan trong trận đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Seo. Theo đó, cả ba bàn thắng mà đội bóng này phải nhận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, một bàn trước Malaysia, hai bàn từ Thái Lan đều đến từ những quả tạt từ hai cánh. Hai cánh của UAE là nơi các cầu thủ đối phương dễ dàng khai thác. Muốn khắc phục, huấn luyện viên Bert Van Marwijk thay vì dùng cầu thủ U23 nên trao cơ hội cho Hampton Old Kamali. Hai cánh cũng chính là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam với sự hiện diện của Văn Hậu và Trọng Hoàng. Hai cầu thủ chạy cánh này khiến những pha tấn công ở cánh của thầy trò huấn luyện viên hang Seo trở nên đa dạng và tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường. Bên cạnh đó là sự vắng mặt của tiền đạo chủ chốt Ali Makhfrao khi dính án treo giò. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Bertrand Mavic sẽ phải sử dụng Harmet Kali để thay thế. Vấn đề nằm ở chỗ, chân suất này mới ra sân có 48 phút cho câu lạc bộ Shabba Al Ali Dubai tại giải vô địch quốc gia UAE. Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam với bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng ngày càng trở nên ăn ý và vững chắc. Dẫu vậy, đội tuyển UAE cũng sẽ có những sự chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc gặp gỡ này. Họ sẽ di chuyển sang Thái Lan 5 ngày trước khi trận đấu bắt đầu để chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực, cũng như giúp các cầu thủ cân bằng lại nhịp sinh học từ sự tranh lệch múi giờ. Đội tuyển UAE chỉ đặt chân đến Hà Nội một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam gặp UAE. Tuấn Anh đã chính. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình rất mạnh trước UAE và hướng tới một chiến thắng để nhắm tới ngôi nhất bảng G sau lượt trận thứ tư. Vào ngày 14 tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2022 bằng trận tiếp đón đối thủ tới từ Tây Á UAE trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng lọt vào vòng loại thứ ba của cả hai đội tuyển. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Park Seo có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng G và có cơ hội lớn lọt vào vòng đấu loại thứ ba điều mà trước đó bóng đá Việt Nam chưa từng làm được dù sở hữu không ít lứa cầu thủ tài năng. Trước trận đấu rất được trông đợi này, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình nào đang được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ở trận thắng Indonesia cách đây một tháng, Đặng Văn Lâm khiến không ít người lo lắng và thất vọng với những pha xử lý bóng chưa thực sự chuẩn xác của mình. Không những vậy, ở những vòng đấu gần đây tại Thái League, thủ môn người Việt kiều tiếp tục mắc sai lầm đáng trách khiến đội nhà thua trận và nhận nhiều lời chê từ các cổ động viên Myung Thong United. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Văn Lâm vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam trong trận tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ UAE trên sân nhà tới đây. Bởi ngay cả khi không có được phong độ cao nhất, anh vẫn là người gác đền đáng tin cậy nhất của huấn luyện viên Park ở thời điểm hiện tại, khi mà cả Tuấn Mạnh, Văn Cường đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đồng thời thành tích của bộ đôi cầu thủ này tại V-League 2019 vừa qua cũng không có gì được coi là nổi bật. Hy vọng rằng ở trận đấu rất quan trọng với đối thủ UAE trên sân Mỹ Đình tới đây, Văn Lâm sẽ thi đấu với đúng phong độ vốn có, tăng thêm, làm niềm tin và sức mạnh cho các đồng đội trên sân và đem về những điểm số quan trọng cho đoàn quân áo đỏ trước khi chúng ta bước vào trận tái đấu với người Thái ở lượt trận thứ 5 ngay sau đó 5 ngày. Bộ ba trung vệ án ngữ trước khung thành của Văn Lâm chắc chắn sẽ tiếp tục là những gương mặt quen thuộc Duy Mạnh, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải. Những trung vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo từng chơi rất hay trong hai chiến thắng trước Malaysia và Indonesia cách đây một tháng. Dù chưa được thi đấu chính thức ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, song với việc thường xuyên thi đấu ở giải trẻ của quốc gia này đã giúp Đoàn Văn Hậu duy trì được phong độ và cảm giác bóng. Ở trận đấu với UAE vào ngày 15 tháng 11 tới, Văn Hậu sẽ tiếp tục được đá chính ở vị trí tiền vệ trái sở trường và cùng với Trọng Hoàng ở phía đối diện, tạo nên cặp tiền vệ chạy cánh chất lượng của đội tuyển Việt Nam. Với việc đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó và có màn thể hiện tốt trong chiến thắng 4-1 của Hoàng Gia Lai trước Khánh Hòa ở lượt trận cuối V-League 2019, Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang Seo trao cơ hội đá chính ở trận tiếp đón UAE tới. Khả năng điều tiết lối chơi hiệu quả và đánh chặn xuất sắc của Tuấn Anh sẽ rất cần thiết cho đội bóng áo đỏ trước đối thủ có thể hình cao to và già dơ như UAE. Người đá cặp với Tuấn Anh vẫn sẽ là người đồng đội quen thuộc Đỗ Hùng Dũng, Cầu thủ từng thi đấu rất ấn tượng trong chiến thắng đậm đà 3-1 trước Indonesia cách đây nửa tháng của đội tuyển Việt Nam. Phong độ ổn định của bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh Hùng Dũng sẽ giúp tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên mềm mại và hiệu quả hơn, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân trước đối thủ được đánh giá rất khó chịu và có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam UAE. Bộ ba tiền đạo sẽ là nơi quyết định phần nhiều tới khả năng thành bại của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ tới từ Tây Á. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang Seo có 5 tiền đạo thực thụ để phục vụ cho trận đấu này, gồm Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn, Hà Minh Tuấn, Ngân Văn Đại. Trong số này, Văn Đại và Minh Tuấn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng sẽ không được giữ lại trong đợt chốt danh sách chính thức trong ít tuần tới. Những cầu thủ được giữ lại nhiều khả năng sẽ là những cái tên quen thuộc Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn, Việt Phong. Trong số này, bộ ba Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn đều xứng đáng có cơ hội được ra sân trước UAE. Tuy nhiên, khả năng ba cầu thủ này đều đá chính trước UAE sẽ là không cao. Bởi theo cách dụng binh của hối luyện viên Park hang ông sẽ kéo Quang Hải lên đá tiền đạo, kết hợp với Văn Toàn và Công Phượng, tạo thành bộ ba tiền đạo trẻ từng thi đấu rất tốt với nhau ở Kings Cup tại Thái Lan cách đấy ít tháng. Trong khi đó, anh Đức sẽ được tung vào sân trong hiệp 2 khi mà hàng công của đội bóng áo đỏ gặp bế tắc và cần bàn thắng để kết thúc trận đấu. Còn trường hợp của Việt Phong, cầu thủ của Việt Theo còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh cần thêm thời gian để trưởng thành và hoàn thiện thêm và sẽ là cuộc để danh của huấn luyện viên Park ở những vòng đấu. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like, share, đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh phía bên dưới để ủng hộ chế biến và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.